Bích Phượng kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2019. Tính với bản tin hoa trình đốn tối nay gồm có tin quan trọng, phóng sự cộng đồng, nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần tin tức. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng còn đang tiếp diễn. Nhưng sáng hôm nay, thị trường chứng khoán phản ứng nhạy cảm với nguồn tin tổng nóng Trump sẽ đợi cho đến tháng 12 trước mùa lễ mới áp dụng thuế nhập cản các đồ chơi, vật dụng điện tử từ Trung Cộng. Chỉ số Dow Jones tăng lên đến 500 từ sáng sớm. Sân bay Hồng Kông lại hủy toàn bộ chuyến bay vì hơn 1.000 người biểu tình kéo đến. Tình trạng người biểu tình tiếp tục kéo đến buộc sân bay Hồng Kông phải hủy toàn bộ các chuyến bay còn lại trong hôm thứ Hai. Hàng trăm người biểu tình đã chiếm giữ khu vực xung quanh các quầy làm thủ tục từ khoảng 12h30 chiều. Trước khi tiến về phía cổng khởi hành, trong khi ít nhất 1.000 người vẫn ở cửa đến. Trước đó cùng ngày, hơn 300 chuyến bay đến và rời sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị hủy bỏ, khiến nhiều hành khách mắc kẹt. Cuộc biểu tình lần thứ 1.400 chống lại chế độ nô lệ tình dục Nhật Bản. YNA đưa tin, cuộc biểu tình hàng tuần lần thứ 1.400 Chống lại chế độ nô lệ tình dục trong Thế chiến 2 sẽ diễn ra vào thứ Tư tới 14 tháng 8. Các nhà hoạt động địa phương và nạn nhân của chế độ nô lệ này đã được tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố trước địa điểm cũ của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul vào mỗi thứ Tư kể từ tháng 1, 1992, yêu cầu Tokyo đưa ra lời xin lỗi chính thức cho những người nô lệ tình dục trước đây. Cuộc biểu tình tuần này dự kiến sẽ nổi bật hơn nữa khi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về ngoại giao và thương mại giữa Nhật, Hàn đang leo thang. Venezuela tước quyền miễn trừ của bốn nhà lập pháp đối lập. Các nhà lập pháp trung thành với Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro hôm thứ Hai 12 tháng 8, đã tước quyền miễn trừ của bốn nhà lập pháp đối lập bị buộc tội phản quốc trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát quốc gia đang bị khủng hoảng. Động thái này khiến 18 chính trị gia đối lập đứng trước nguy cơ bị truy tố hình sự năm nay. Bốn nhà lập pháp bị tước quyền miễn trừ là Jose Correa Rafael Guzman Tomas Guamnipa và Juan Plapole Garcia Canales. Phó Tổng thống Philippines kêu gọi ông Duterte cứng rắn hơn với Trung Quốc. Phó Tổng thống Philippines Lenny Robredo cho biết, người dân đang lo lắng trước sự mềm mỏng của ông Duterte trong vấn đề Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Bloomberg ở Manila hôm thứ Ba, Bà phát biểu tổng thống đã không tận dụng phán quyết của tòa án quốc tế, khẳng định các quyền kinh tế của Philippines trong khu vực hàng hải cũng được tuyên bố bởi Trung Quốc. Bà còn phát biểu thêm nhiều tuyên bố của ông Duterte khiến Philippines cảm thấy phải bằng lòng với những gì Trung Quốc muốn. Người dân sợ rằng một ngày nào đó khi họ thức dậy, lãnh thổ có thể không còn là của họ nữa.